Cuộc sống tuổi 44 của Nguyễn Phi Hùng, sở hữu nhà vườn 3.000m2, vẫn độc thân và giữ phong độ bằng việc tập luyện. Từng là giọng ca đắt show nhất nhì showbiz vào những năm 2000, Nguyễn Phi Hùng sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật đã không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng như ngày trước. Tên tuổi của anh gắn liền với những ca khúc làm say đắm biết bao trái tim thiếu nữ như Dáng Em, Tình Mộng, Phút Ban Đầu, Mỗi Cõi Riêng Mang, v.v. Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, anh chàng nghệ sĩ điển trai còn để lại dấu ấn trong các bộ phim Việt nổi tiếng. Sự xuất hiện của anh dù ở vai trò ca sĩ hay diễn viên đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta đã được coi là những người trưởng thành. Vậy tại sao chúng ta không làm một điều gì đó có ý nghĩa để hưởng ứng phong trào từ thiện này? Nhắc về những bản tình ca tuổi thơ của biết bao nhiêu bạn trẻ thế hệ 9X, Nguyễn Phi Hùng từng không giấu nỗi xúc động chia sẻ trong một chương trình truyền hình. Những sinh viên khán giả hồi đó yêu mến ca khúc giờ đều đã trưởng thành, thành công. Họ nhắc đến bài hát như một thời thanh xuân đẹp đẽ. Tôi cảm thấy may mắn khi được kết hợp với nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh 20 năm trước. Thanh xuân không phải độ tuổi hay thời gian mà chính là cảm xúc của mỗi chúng ta. Nguyễn Phi Hùng cũng thường ra mắt những ca khúc về quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, nỗi lòng người xa xứ nhiều hơn là những bài hát về tình yêu. Mong gia đình mình được sống yên vui, nỗi lòng xa xứ chẳng thể nào nguôi. Nam ca sĩ giải thích anh có nhiều dịp gần gũi với các công nhân và sinh viên thông qua các chương trình cộng đồng nên anh viết những ca khúc đó như lời chia sẻ, đồng cảm đến họ. Theo anh, khi nhớ về cội nguồn hay gia đình, nó sẽ giúp con người sống tốt và có ý thức cố gắng hơn để đạt được những mục tiêu mình theo đuổi. Chính vì thế, Nguyễn Phi Hùng cũng có thêm một lượng khán giả xa xứ nhớ quê vô cùng đông đảo. Được biết, Nguyễn Phi Hùng đang có được cuộc sống thoải mái với khối tài sản gồm đất đai khắp nơi và kinh doanh nhiều nhà hàng. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ lại đi du lịch, tập yoga, duy trì sức khỏe hay chia sẻ nhiều video dạy làm bếp, nấu ăn cho người hâm mộ xem. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện nay Nguyễn Phi Hùng đã sở hữu ngôi nhà ở thành phố cùng một căn biệt phủ tại Củ Chi. Ngôi nhà rộng rãi khang trang, chỉ tính riêng diện tích ở cũng đã lên tới 1.200m2. Phần còn lại là sân vườn với cây cối và hồ bơi ước tính phải lên tới 3.000m2. Nơi đây được nam ca sĩ trồng rất nhiều loại cây, từ cốc, ổi, sơ ri cho đến những loại rau và hoa như đậu biếc, v.v. Nguyễn Phi Hùng cũng tâm sự, vào thời điểm dịch bệnh thì việc có không gian rộng và thoáng cùng với thức ăn như thế này thì khiến anh chàng yên tâm hơn rất nhiều. Trong mùa dịch này mà có một không gian rộng và thoáng như vậy thì đối với Hùng nó cũng là một cái nơi để mình xả stress và cũng có rất là nhiều năng lượng để mình suy nghĩ cũng như là sáng tạo. Từng góc nhỏ trong nhà được nam ca sĩ sắp đặt trang trí rất đẹp mắt, đậm chất nghệ thuật. Được biết, ngôi nhà này Nguyễn Phi Hùng mua từ năm 2002 là nơi anh trở về tìm kiếm bình yên sau những giờ phút làm việc mệt mỏi. Mặc dù nam nghệ sĩ không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng chỉ nhìn sơ qua cơ ngơi hoành tráng, khán giả cũng nhận đoán được giá trị chắc chắn không thể nhỏ. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng còn là một người đàn ông đa tài. Khi anh kinh doanh rất thành công, hiện nay nam nghệ sĩ đang sở hữu một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn thử sức ở lĩnh vực bất động sản và đạt được nhiều thành công. Trong khi các nghệ sĩ cùng thời với anh đã lập gia đình và sinh con thì Nguyễn Phi Hùng vẫn còn sống độc thân vui tính. Hùng nghĩ rằng là trong lúc cái duyên chưa đến thì mình cứ tập trung vào cái công việc mình yêu thích, và khi có một người thấu hiểu rồi, có một người yêu thương mình vô điều kiện và mình cũng cảm thấy rung cảm với người ấy thì mọi thứ nó cũng sẽ đến tự nhiên thôi. Giọng ca Dáng Em là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh rất ít khi chia sẻ chuyện cá nhân của mình với báo chí truyền thông. Chỉ một vài lần hiếm hoi khán giả được nghe anh bộc bạch về mối tình dang dở và khoảng thời gian đau khổ khi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Có thể thấy ở tuổi 44, Nguyễn Phi Hùng đã có được cuộc sống vô cùng đáng ngưỡng mộ. Khán giả vẫn mong nam ca sĩ sẽ sớm tìm được tri kỷ. Và dù sao đi nữa, anh chàng vẫn là một phần ký ức và là một trong những nam thần đời đầu trong lòng của khán giả. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.